Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà mặt tiền hẻm thông, mặt tiền đường số đối diện với trường cấp 3 tại trục đường Phạm Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha, sát bên với phường 15 Tân Bình. Căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Với diện tích ngang tới 4,5m, sâu vào 21m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Căn nhà hướng chính tây, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đang được giao bán với giá là hơn 12 tỷ đồng. Một tí xíu thôi, vẫn còn thương lượng. Anh chị cô chú nào quan tâm đến siêu phẩm nhà đẹp thang máy này, hãy gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở ngay căn nhà đẹp này nha. Căn nhà có thang máy, diện tích rất là khủng và nằm vị trí đường thông đối diện với trường học cấp 3. Đây, con đường thông, đường 5m nằm ngay đối diện với trường cấp 3. Vị trí rất đẹp cho chúng ta làm văn phòng công ty, mua để ở hoặc là chúng ta mua buôn bán online, buôn bán mỹ phẩm. Nằm ngay đối diện với trường cấp 3 luôn nha anh chị. Con đường hẻm một xẹt, đường thông tứ phía luôn. Hẻm một xẹt của trục đường chính Phạm Văn Bạch. Con đường rất là đông xe nha. Đường thông và rất đông xe cộ qua lại. Chúng ta cùng xem lại khu vực mặt tiền này. Mặt tiền mẫu hiện đại vô cùng đẹp luôn. Ban công vuông, lan can là inox kính cường lực và được ốp nhựa phía dưới đáy ban công, chạy đèn đuốc phía ngoài vô cùng đẹp và sang trọng luôn. Có hai lớp cửa, một lớp cổng sắt bốn cánh phía bên ngoài và bên trên thì có camera an ninh luôn. Phía trong thì có cửa cuốn nhá. Bên tường bên tay phải sẽ có tủ giày dép và gara đậu ô tô thì rất dài, chúng ta đậu thoải mái xe 7 chỗ, xe bán tải. Được ốp sàn 6 gạch 1m260 và tường cũng được ốp gạch lên tường. Chủ nhà là chủ thầu xây dựng, bán giá gốc thôi. Chủ thầu xây dựng bán giá gốc thôi. Giá bán thì chú giao chỉ có 12 tỷ 500 triệu đồng. Vẫn còn thương lượng mạnh. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy gọi ngay về tới em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở ngay căn nhà đẹp này nhá. Phía dưới gầm cầu thang sẽ có nhà vệ sinh và có thang máy 450kg ở đây. Nhà rất dài, ngang tới 4,5m, sâu vào tới 21m. Khu vực phòng khách được đặt dưới trệt, bếp thì được đưa lên trên lửng. Căn nhà cực kỳ dài nha. Tặng lại sofa, tivi 65 inch. Trên thì có đèn chùm, trần thạch cao. Tường thì được ốp nhựa và trang trí dán giấy dán tường vô cùng đẹp và sang luôn. Hướng chính tây nha anh chị. Căn nhà diện tích vô cùng khủng khiếp. Ngang tới 4,5m, sâu vào 21m. Công nhận đủ nha anh chị. Nhận đủ lên tới cả hơn 100 mét vuông đất. Và phía trong đây thì chúng ta có khoảng dưới trời thì được chủ nhà trồng cây lộc vừng và rất nhiều cây xanh ở phía trong này. Ốp gạch và có camera an ninh đầy đủ hết luôn. Full nội thất cả tỷ đồng. Nhà mình thì chủ nhà sao thì rất là êm, chỉ có 12 tỷ 500 triệu, vẫn còn thương lượng mạnh. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng để được sở hữu siêu nhà phố diện tích khủng này nha. Thiết kế vô cùng đẹp và đường thông nằm ngay đối diện với trường cấp 3 luôn. Vị trí rất là tuyệt vời nha mọi người. Căn nhà kỳ cực đẹp, cực kỳ xinh và diện tích dài, thoáng, rất là thoáng luôn. Ốp sàn gạch 1m toàn bộ này. Nhà thì vô cùng thoáng mát. Và chúng ta sẽ cùng vào thang máy để tham quan nhé. Thang máy 450kg đi được 6 người. Thang máy nhập khẩu nha. Nhà có thang máy luôn, giá có 12 tỷ rưỡi thôi. Anh chị nào muốn mua hãy gọi ngay về tới em Hưng. Diện tích rất là lớn luôn nha mọi người. Nhà nằm ngay trên trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp, sát bên với phường 15 Tân Bình. Đây là khu vực phòng bếp. Phòng bếp thì sẽ được tặng lại tủ lạnh LG, bộ tủ bếp gỗ An Cường, trên có đèn chùm thạch cao và tặng bộ bàn ăn 6 ghế, sàn được ốp gạch 1m luôn. Tường thì được ốp nhựa và có kính. Bộ tủ bếp thì đóng lên tới nóc luôn nha. Bộ tủ bếp rất là rộng.
Có bếp điện từ, máy hút khói, lò vi sóng, đầy đủ đồ chơi cho nhà mình luôn. Căn nhà có nội thất rất là xịn sò, giá nhà khá là êm và vẫn còn thương lượng mạnh nữa. Anh chị cô chú nào đang có nhu cầu mua nhà đẹp diện tích khủng hãy alo ngay và luôn về tới nhà đặt bà Hưng để được đi xem căn nhà này. Phía ngoài ban công có thằng lứng thì chủ nhà có trồng cây xanh ra phía ngoài, trồng mai và trồng rất là nhiều cây cối ra ngoài nha. Khu vực ở đây thì được trang trí một cái khu vực phòng bếp vô cùng là rộng và thoáng ha. Bếp thì có thể ra ngoài được và rất là thoáng mát luôn. Căn nhà hướng chính tây nha anh chị, diện tích rất là khủng. Đường thông nằm ngay đối diện trường học và gần với chợ Phạm Bạch nha. Nhà nằm gần với chợ Phạm Văn Bạch. Anh chị cô chú nào đang có nhu cầu mua nhà đẹp diện tích khủng hãy gọi ngay về tới nhà đặt bà Hưng để được đi xem siêu phẩm nhà đẹp này. Căn nhà diện tích rất dài và rộng rãi nha anh chị. Cùng em di chuyển lên phía bên trên. Di chuyển lên trên sẽ là không gian phòng ngủ. Cửa sẽ được làm cửa gỗ cam xe. Ốp sàn gạch 80. Có tủ giường gỗ ăn cờ hết nha. Chạy đèn led phía bên dưới đáy gầm giường. Phòng thì rất rộng luôn, rất rộng và thoáng nha mọi người. Ban công đúc tới 1,5 m, cửa nhôm xin pha và chúng ta có cây xanh phía ngoài, có cây xanh đầy đủ phía ngoài luôn nha. Rèm cửa có hết luôn, máy lạnh tặng sẵn hết rồi. Anh chị chỉ việc xách vali về ở thôi. Một căn nhà vô cùng đẹp và hoành tráng. Vị trí đường thông rất là hiếm, nằm ngay đối diện với trường học luôn. Toilet thì có bồn cầu khối, vòi sen thuyền và có vách kính luôn, gạch ốp cao lên đụng trần, gương led đầy đủ hết nha. Căn nhà diện tích rất dài và thoáng nha mọi người, rất thoáng mát luôn, có cửa sổ ra phía sau, giếng trời phía sau luôn. Nhà cực kỳ mát, hai giếng trời trước sau. Giường toàn bộ là giường 2 mét nha. Giếng trời sau thì làm hở rất là mát luôn. Toilet cũng lớn này, toilet cầu khối hết, toilet rất rộng. Căn nhà cực đẹp, diện tích ngang tới 4,5 m, sâu vào 21 m. Giá tiền chỉ có 12 tỷ 500 triệu đồng thôi. Anh chị nào muốn mua hãy gọi ngay về tới bên em Hưng để được đi xem ngay căn nhà này. Và di chuyển lên trên sẽ là khu vực lầu 2. Lầu 2 của nhà mình thì cũng được trang trí giống y như bên dưới nhá. Giống y luôn, phòng rất rộng, rất là thông thoáng nha mọi người. Đây là phòng số 4. Có hết nội thất đầy đủ rồi. Chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi. Full nội thất cả tỷ đồng. Và di chuyển lên trên. Chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Ở giữa sẽ có cái khoảng giếng trời giữa này, lấy sáng. Và phòng thờ thì rất rộng. Chủ nhà là chủ thầu xây dựng, cho vậy chúng ta yên tâm về chất lượng nha. Nhà có bảo hành, thoải mái luôn. Chủ thầu xây dựng, có nhân công mà. Thầu lớn ở khu vực Gò Vấp, chuyên xây nhà cho các anh chị kinh doanh xây nhà bán nha. Sân thượng trước này, sân thượng trước được trồng cây, chạy đèn led vô cùng đẹp và sang luôn. Phía sau sẽ là khu vực phòng giặt đồ và sân thượng phơi đồ. Đây là khu vực phòng giặt, khá là rộng rãi nha. Phía sau là khu vực sân thượng cho chúng ta phơi đồ. Ở đằng sau này thì đã được làm khung sắt, làm cây kín rồi, có cầu thang cho ta di chuyển lên trên, đầy đủ hết rồi nha.
Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.